GoViet thì vào Việt Nam và có một cái đội ngũ điều hành hoàn toàn là người Việt Nam. Em cũng thắc mắc rằng như vậy thì những cái quyết định ở thị trường này có bị ảnh hưởng như thế nào bởi Gojek hay là hoàn toàn độc lập? Chắc là mọi người cũng bắt đầu với cái thương hiệu của GoViet là thấy là có một cái thương hiệu mà dùng chữ Việt ngay trong cái thương hiệu của mình. Đó cũng là một cái điểm rất là đặc sắc của cái thương hiệu của công ty. GoViet như mọi người cũng biết á, là có một cái đối tác chiến lược là Gojek, là một công ty siêu kỳ lân của Indonesia. Họ là một đối tác giúp bên mình rất là nhiều về mặt công nghệ, và bên cạnh đó cũng là cái nguồn cảm hứng cho cái mô hình hoạt động của công ty GoViet ở Việt Nam. Gojek thì nhiều năm về trước khi mà họ thành lập thì họ bắt đầu từ cái xe gắn máy, xe hai bánh, và Việt Nam cũng là một cái nền kinh tế xoay quanh cái xe hai bánh. Từ cái xe hai bánh đó, trong cái việc mà gọi xe công nghệ thì họ mở ra sang những cái dịch vụ khác, ví dụ như là giao nhận đồ ăn, rồi sau đó là cung cấp người dọn dẹp, người giúp việc, sửa quần áo, sửa nhà, sửa điện nước, và gần đây còn có là làm móng tay móng chân, rồi thậm chí trang điểm đến tận nhà. Thì các dịch vụ tới nhà được là đúng có rồi. Thể hết. Tất cả những cái dịch vụ mà nhờ vào xe gắn máy mà có thể kết nối giữa cái người cung cấp dịch vụ, thường là những người lao động thu nhập vừa hoặc là thấp, với lại cái người mà có nhu cầu về sản phẩm, thường là những cái người thị dân và rất là bận rộn, thì cái khả năng mà kết nối giữa một bên là cung, một bên là cầu bằng công nghệ, thì mình cho đó là cái điểm đẹp nhất mà công nghệ có thể đem đến, vì nó tạo ra cái cơ hội thu nhập cho những cái người lao động mà thu nhập thấp. GoViet tương tự cũng như vậy, cũng rất là muốn làm sao mình có thể xây dựng được một cái nền tảng mà đa dịch vụ, mà ở đó mình cũng có thể kết nối được cho những người có nhu cầu về dịch vụ với những người có khả năng cung cấp dịch vụ, mà nếu như không có công nghệ thì chắc là họ chỉ có thể cung cấp được trong xóm của họ, hoặc là trong một cái phạm vi nhiều lắm là cái quận mà họ đang sống. Còn khi mà mình đem nó lên trên một cái nền tảng, một cái platform, ai biết thì có thể gọi và cũng biết được là dịch vụ của họ tốt hay không tốt qua cái hệ thống đánh giá. Mình cho là cái mô hình đó của Gojek luôn luôn là cái nguồn cảm hứng của GoViet. Trước đây thì ở Việt Nam cái thị trường về gọi xe công nghệ thì chỉ có xuất hiện một hai cái tên thôi, nhưng gần đây thì xuất hiện rất nhiều. Thị trường đang rất là đông vui và phải nói rằng là khách hàng, người dùng đang có rất nhiều sự lựa chọn. Theo chị thì điều gì khiến một người dùng sẽ trung thành với một cái ứng dụng, hoặc là có hay không cái sự trung thành đó? Câu hỏi rất là hay. Thế giới Internet á, thì khi mà nó mở rộng ra thì mọi người luôn biết là nó là một thế giới phẳng. Thế giới phẳng thì khi mà bước chân vào thế giới này thì cái rào cản để bước chân vào thị trường thì thường là rất thấp. Và tương tự như vậy thì họ cũng rất cởi mở với những người tham gia thị trường về phía sau. Trong cái thị trường mà giao nhận hàng hóa, giao nhận đồ hoặc là gọi xe công nghệ như thế này thì từ cái góc nhìn của mình nghĩ là họ có sự trung thành. Tuy nhiên sự trung thành xoay quanh ở những điểm sau đây. Thứ nhất là chất lượng dịch vụ. Qua thời gian, mới đầu họ có thể cùng mở một vài cái app để coi giá rẻ hơn, nhưng mà qua thời gian họ có một cái cảm tình với một cái thương hiệu nhất định, và họ cũng có một cái sự gắn bó với lại cái chất lượng dịch vụ mà họ đã rất là thân thiết và trở nên là một phần cuộc sống của họ. Cái thứ hai trong cái thế giới này là một cái ứng dụng nó có nhiều ý nghĩa hơn khi mà nó giải quyết được nhiều nhu cầu trong cuộc sống hơn. Nếu như mà một cái ứng dụng đó chỉ có giải quyết được một nhu cầu gọi xe hay là một nhu cầu riêng lẻ thì thường á, nó khó giữ chân người dùng hơn. Nhưng mà nếu ứng dụng đó mà trong một ngày mở mắt ra mình gọi đồ ăn để mình ăn sáng, xong rồi mình gọi xe để mình đi làm, xong rồi buổi trưa mình gọi đồ ăn trưa, rồi mình buổi chiều mình gọi người giúp việc đến để dọn dẹp, rồi xong rồi mình gọi chuyển hàng, thì cái đó là một cái khái niệm mà người ta gọi là super app, là siêu ứng dụng, là làm sao mỗi cái dịch vụ đó nó giúp được cái người dùng trong nhiều cái góc độ của cuộc sống thì nó sẽ giữ chân người dùng được lâu nhất. Vì cái cách mà những ứng dụng để họ tiếp cận khách hàng nhiều hơn bằng cách là đổ những cái chi phí vào tiếp thị quảng cáo, hay tức là gọi là đốt tiền, thì cái chiến lược đó chị có nghĩ là sẽ bền vững hay không? Như rất nhiều những cái đầu tư công nghệ khác nhau á, thì là
cái giai đoạn đầu tư thường là cái giai đoạn mà rất nhiều tiền được đổ vào, nhưng mà tất cả các nhà đầu tư thì họ luôn luôn có cái nhìn dài hạn, chứ không ai mà đổ tiền vô rồi xong sau đó là nó không có ý nghĩa gì hết. Trong cái thế giới mà gọi xe công nghệ hay là giao hàng này nọ thì đã có rất nhiều khuyến mãi dành cho khách hàng, và mình cho là cái sự khuyến mãi đó đã thu hút khách hàng đến với cái nền tảng. Tuy nhiên cũng như chia sẻ lúc nãy, để mà giữ chân được khách hàng thì việc đốt tiền hay là việc chi ra rất nhiều tiền cho khuyến mãi không phải là cách duy nhất, và cũng không phải là cái cách bền vững cho một doanh nghiệp, mà là chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng mới là cái giữ chân khách hàng và giữ cho cái sự tồn tại của cái nền tảng đó. Bên cạnh đó là việc vận hành một cái doanh nghiệp nào, cho dù đó là doanh nghiệp bình thường và đặc biệt đó là với cái doanh nghiệp công nghệ, thì việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả luôn luôn rất là quan trọng. Cho dù là cái nguồn cung của vốn tài chính trên thị trường, đặc biệt là trong thế giới công nghệ, thường là dồi dào hơn, nhưng mà tới cuối cùng thì vẫn là ai là người sử dụng tiền có hiệu quả nhất thì sẽ được thu hút nhà đầu tư nhiều hơn. Và khi thu hút nhà đầu tư nhiều hơn thì cái đường dài họ có thể đi sẽ xa hơn.